tâm và sự tiêu cực cuối cùng có ba hành động tiêu cực của tâm hành động thứ nhất là sự tham muốn đối tượng của sự tham muốn là các vật sở hữu thuộc về người khác sự mê lầm thúc đẩy lòng tham muốn có thể là bất kỳ cái nào trong ba độc tham sân si việc làm trọn vẹn tà hạnh này đòi hỏi năm yếu tố sự tham muốn mạnh mẽ đối với vật sở hữu của người khác lòng ham muốn tích lũy của cải sự ham muốn của cải của người khác sự ham muốn mình có được của cải của người khác và không thấy cái hại trong việc ham muốn vật sở hữu của người khác nếu có đầy đủ năm yếu tố này thì khi người nào ham muốn điều gì nó sẽ làm trọn vẹn việc thực hiện của hành động thuộc tâm thức này kế tiếp là ý định xấu nó tương tự việc nói ác ý định là làm thương tổn người khác hay nói ác hoặc hy vọng rằng những người khác sẽ chịu bất hạnh và thất bại trong các hoạt động của họ một khi ta mê say trong những tư tưởng như thế thì kết quả hay sự trọn vẹn là bạn đánh đập người ấy hoặc trong tâm có ý định làm như thế việc này cũng đòi hỏi năm yếu tố đó là ta có như một động lực nền tảng sự oán ghét hay sân hận ta thiếu sự nhẫn nhục ta không nhận thức các lỗi lầm của sự sân hận ta thật sự có ý định làm hại người khác và ta không nhận thức được các lỗi lầm của ý định xấu đủ để làm đầy tràn ý đồ tai hại của mình chỉ ước muốn người khác sẽ bị đau khổ đã là một ý định xấu. Điều cuối cùng trong 10 hành động tiêu cực là những tà kiến hay những quan điểm sai lầm, trong đó ta phủ nhận sự hiện hữu của những sự việc thật sự hiện hữu nói chung có bốn loại tà kiến các tà kiến đối với nguyên nhân đối với hậu quả đối với chức năng của một sự việc và đối với sự hiện hữu của một sự việc tà kiến đối với nguyên nhân là tin rằng không có hành động theo nghiệp báo đối với hậu quả là tin rằng những hành động nào đó không có kết quả đối với chức năng là nghĩ rằng trẻ con không do cha mẹ chúng sinh ra và các hạt giống không tạo ra các kết quả của chúng và cũng cho rằng không có đời trước hay đời sống sau khi chết loại tà kiến thứ tư là tà kiến đối với các sự việc hiện hữu sự tin tưởng do bởi vô minh và lòng tham muốn là các đấng giác ngộ niết bàn và tam bảo không hiện hữu Ngài Tsongkhapa nói rằng mặc dù có nhiều loại tà kiến, những tà kiến này thực sự cắt đứt căn nguyên tích tập đức hạnh của con người, và do đó thúc đẩy cá nhân đó miệt mài trong các hành động tiêu cực, không có bất kỳ sự kiềm chế nào. Vì vậy, các tà kiến về tam bảo và định luật nhân quả được nói là những tà kiến lớn nhất trong các tà kiến chúng ta cũng nên lưu tâm tới sự trầm trọng tương đối của các hành động tạo nghiệp khi hành vi được thúc đẩy bởi những mê lầm hết sức mãnh liệt thì các hành vi đó được nói là rất nghiêm trọng cách thức hành vi thực sự được thực hiện cũng quyết định sức nặng của nghiệp ví dụ nếu một hành động giết người được mắc phạm với sự vui thích to lớn trước tiên là tra khảo nạn nhân và sau đó nhạo báng sỉ nhục họ việc đó được cho là hết sức nghiêm trọng bởi tính cách phi nhân trong việc người đó hay chúng sinh bị giết. Nếu tâm kẻ sát nhân không có lương tri hay sự hổ thẹn, bây giờ do hắn không có các lực lượng chống lại nên tà hạnh sát sinh hết sức nghiêm trọng. Nếu hành động sát sinh của bạn bị thúc đẩy bởi sự vô minh như là một lễ tế thần cho rằng việc sát sinh này thực sự là một hành vi tôn giáo và nó không tạo thành một hành động tiêu cực thì điều này được cho là rất nghiêm trọng nói chung bạn càng hoàn thành trọn vẹn những hành động tiêu cực nào đó thì hành vi càng trở nên nghiêm trọng sức nặng của nghiệp cũng tùy thuộc vào người tiến hành hành động nếu bạn hồi hướng công đức của bạn cho sự lợi lạc của chúng sinh vì mục đích thành tựu sự giác ngộ điều đó được coi là có hiệu lực hơn trong khi đó nếu nó được hồi hướng vì những mục đích thấp hơn thì sẽ được coi là ít hữu hiệu điều này cũng được áp dụng cho hành vi tiêu cực động lực của các mê lầm càng mạnh mẽ thì hành động theo nghiệp lực càng mạnh và trong tất cả những mê lầm này sự sân hận được coi là mạnh mẽ nhất chỉ một phút chốc sân hận đối với một vị bồ tát sẽ hủy diệt tất cả những đức hạnh bạn đã tích tập trong hàng ngàn kiếp hậu quả của những hành động tiêu cực cũng được đặt nền trên cường độ của những mê lầm thúc đẩy chúng cũng có những hậu quả tương ứng với nguyên nhân ví dụ do tội sát sinh ngay cả khi đã tái sinh trong đời sống ở các cõi thấp người ta được tái sinh làm người nhưng đời người ấy sẽ ngắn ngủi do ăn cắp người ta sẽ thiếu thốn của cái vật chất kết quả của việc tà dâm là người ta sẽ có một người vợ không chung thủy kết quả của lời nói thô ác là người ta sẽ sỉ nhục bạn kết quả của lời nói gây chia rẽ là sẽ có sự bất hòa trong bạn bè, dân dân. Kết quả của việc sát sinh trong một đời trước, ngay cả khi làm người, người ta sẽ có sự thúc đẩy theo bản năng và thích thú trong việc sát nhân. Cũng có những kết quả có tính chất môi trường, chúng cùng chín mùi hơn nữa đối với một tập thể, ví dụ do kết quả của việc sát sinh, người ta sẽ phải sống ở một nơi mùa màng không thật tốt, sự thu hoạch không phong phú, dùng đất rất khô cằn, khí hậu không thật trong lành, đầy rẫy các loại cây và gai độc. Là hậu quả có tính chất môi trường của việc trộm cắp, một người chủ trại sẽ không có những mùa màng thành công. Kết quả theo môi trường của các tà kiến là người ta sẽ không có sự che chở và không có nơi quy y nương tựa nếu như kết quả của giới hạnh người ta kềm chế không đắm mình trong những hành động tiêu cực này và quyết định không mê đắm trong chúng thì điều đó tạo nên sự tích tập các hành động tích cực tuy nhiên nếu ta không có khả năng hay năng lực để mê say trong những hành động tiêu cực điều đó không có nghĩa là ta đã tích tập các thiện hạnh thiện hạnh chỉ có thể được tích tập khi ta có khả năng hay năng lực để làm các hành động tiêu cực này nhưng ta không làm do kềm chế theo giới luật một số hành động được tạo tác nhưng không làm một cách cố ý như những việc ngộ sát sát sinh trong giấc mộng hay làm điều gì nghịch lại ý muốn của ai trong những trường hợp này hành động được tạo tác nhưng không tích tập nghiệp quả hành động tạo nghiệp không trọn vẹn vì thiếu yếu tố quan trọng là ý định trái lại nếu bạn ép buộc người nào phạm một tà hạnh nhân danh bạn thì bạn sẽ tích tập nghiệp xấu kết quả của một hành động có thể chín mùi trong đời này hay ngay trong đời kế tiếp hoặc sau một khoảng cách nhiều đời một số hành động hết sức nghiêm trọng được thực hành do sự vô minh hay sân hận dữ dội ta được biết là trầm trọng đến nỗi chúng tạo ra kết quả ngay trong đời này đó cũng là trường hợp của một số hành động tích cực nếu bạn có lòng đại bi đối với chúng sinh nếu bạn có sự quy y mạnh mẽ nơi tam bảo và nếu bạn đền đáp thiện tâm của đạo sư và cha mẹ bạn thì kết quả của những hành động này được biết là rất mạnh mẽ khiến chúng ta bắt đầu chín mùi trong đời này việc có được thân người là kết quả chính yếu của sự giữ giới hạnh trong sạch và kềm chế đối với mười ác hạnh tuy nhiên để có một thân người được phú cho những điều kiện sẽ trợ giúp cho tiến trình trên con đường của ta thì phải cần tới những yếu tố khác chúng gồm có một cuộc đời trường thọ để hoàn tất sự thực hành pháp nó cũng giúp cho một thân thể tráng kiện đẹp đẽ và khỏe mạnh cũng như sinh trong một gia đình được tôn kính vì khi đó bạn dễ dàng thu phục sự kính trọng to lớn của mọi người và có ảnh hưởng mạnh mẽ các yếu tố khác được đề cập trong các bản văn là có lời nói đáng tin cậy cùng một thân thể và tâm thức đầy năng lực khiến bạn không dễ bị tổn thương bởi những chướng ngại với một hình tướng thu hút cái nhìn đơn sơ của bạn sẽ lôi cuốn các đệ tử và khiến cho họ có đức tin to lớn nơi bạn không chút khó khăn xuất thân từ một gia đình được tôn kính mọi người sẽ nghe bạn và chú ý tới sự chỉ dạy của bạn bạn sẽ có thể tập hợp được nhiều người dưới ảnh hưởng của bạn bằng cách bố thí vật chất cho họ và bạn sẽ khiến cho người khác lãnh hội điều bạn nói là chân thật do lời nói đáng tin cậy của bạn bất kỳ điều gì bạn nói ra sẽ nhanh chóng thành tựu như bạn mong muốn giống như khi một vị vua ban ra một sắc lệnh bạn sẽ không sợ hãi hay xấu hổ khi giảng dạy pháp cho một số đông người và sẽ có ít các trở ngại khi thực hành pháp nhờ có một thân thể và tâm thức đầy năng lực bạn sẽ có thể chịu đựng sự gian khổ lớn lao về thể xác và sẽ không có bất kỳ sự ân hận hay thất vọng nào trong việc hoàn thành mọi mục đích của riêng bạn hay của những người khác Mỗi một phẩm tính khác nhau có một nguyên nhân đặc biệt theo nghiệp quả. Nguyên nhân của một đời sống trường thọ thì luôn luôn là có một thái độ giúp đỡ, dị tha, không bao giờ làm hại người khác. Nguyên nhân của một thân thể đáng kiện khỏe mạnh là sự bố thí quần áo mới cho người khác và kềm chế tánh cấu giận của bạn. Sự sinh ra trong một gia đình được kính trọng, là kết quả của tánh luôn luôn khiêm tốn không bao giờ kiêu ngạo và coi mình như một đầy tớ đối với vị thầy và cha mẹ của mình nguyên nhân của sự giàu có là bố thí vật chất cho người nghèo và nguyên nhân của lời nói đáng tin là sự tự chế đối với các ác hạnh của ngôn ngữ sự có ảnh hưởng lớn lao là kết quả của việc cúng dường tam bảo, cha mẹ, các vị thầy, dân dân. Có được một thân thể và tâm thức đầy năng lực là kết quả của việc bố thí đồ ăn thức uống cho người khác. Nếu bạn tích tập những nguyên nhân này, bạn sẽ thành tựu được đời người hiếm có với những phẩm tính trên. Nếu bạn giải đãi và không suy nghĩ nghiêm túc về định luật nghiệp quả, thì đôi khi bạn có thể có cảm tưởng là hiện tại bạn không tích tập bất kỳ hành động tiêu cực nào và cho rằng mình là hành giả lỗi lạc. Nếu chúng ta phân tích những tư tưởng và hành động của mình sâu sắc hơn, ta sẽ thấy rằng chúng ta đang nói năng vô ích, làm tổn hại người khác hay dấn mình vào sự ham muốn mỗi ngày. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng quả thật chúng ta thiếu yếu tố đầu tiên là sự thâm tính rất cần thiết để thực sự tuân theo định luật nghiệp quả. Chúng ta cần nhận ra kẻ hở giữa sự thực hành pháp và phương cách chúng ta đang sống cuộc đời mình vào lúc này. Để đóng kín kẻ hở, bạn hãy hợp nhất sự hiểu biết về định luật nhân quả với các hành động của bạn. Nếu bạn thấy có khả năng nguy hiểm trong cách thức bạn suy nghĩ và hành động, thì bạn sẽ nuôi dưỡng liên tục quyết định sửa đổi những tư tưởng và hành vi của bạn. Ngài Tsongkhapa nói rằng, mặc dù chúng ta nên làm một nỗ lực to lớn để không bao giờ mê đắm trong những hành động tiêu cực này nữa, nhưng do một sự kết giao lâu dài với những vô minh, đôi khi chúng ta nhận ra chính chúng ta đã mắc phạm chúng một cách thiếu kiểm soát chúng không nên bị bỏ mặt không được chú ý tới đúng đắn hơn chúng ta nên thực hành các kỹ thuật tịnh hóa mà chính đức phật đã khuyên dạy ngài nói rằng nhờ thực hành bốn năng lực đối nghịch chúng ta sẽ có khả năng tịnh hóa sự tiêu cực đã từng mắc phạm và sẽ có thể chiến thắng nó trước tiên là năng lực của sự hối hận nhờ suy nghĩ về sức nặng của hậu quả do những hành động tiêu cực từ tận đáy lòng chúng ta nên phát triển một cảm thức hối hận sâu sắc đối với những hành động đã phạm thứ hai là năng lực của sự tịnh hóa điều này có thể được hoàn thành qua nhiều loại kỹ thuật gồm có sự trì tụng tưởng nhớ và đọc kinh điển tô tạo hình tượng phật cúng dường và đọc tụng danh hiệu chư phật các kỹ thuật tịnh hóa này phải được thực hiện cho tới khi bạn thấy các dấu hiệu và biểu thị của sự thành công trong thực hành tịnh hóa của bạn các dấu hiệu này gồm có những giấc mơ thấy bạn ói mửa mơ thấy uống sữa hay sữa đông thấy mặt trời và mặt trăng trong một giấc mộng mơ thấy bay hay thấy lửa cháy thấy chế ngự những con trâu hay thấy những người mặc áo choàng đen mơ thấy tăng ni thấy leo lên đồi và mơ thấy nghe giáo lý đây là những dấu hiệu của sự thành công trong việc thực hành tịnh hóa của bạn Thứ ba là năng lực của sự quyết định không làm ác hạnh trong tương lai. Nếu bạn có năng lực quyết định và tự chế không phạm vào 10 ác hạnh, thì bạn sẽ không chỉ có khả năng tịnh hóa những tiêu cực của riêng 10 ác hạnh, mà bạn cũng sẽ có khả năng tịnh hóa những vô minh và các dấu vết do chúng để lại. Nếu năng lực quyết định của bạn rất cạn cợt, thì sự thực hành tịnh hóa của bạn cũng sẽ cạn cợt năng lực cuối cùng là thiền định về sự quy y phật pháp và tăng và sự phát triển ước muốn trở nên giác ngộ vì tất cả chúng sinh nếu một hành động tiêu cực bị mắc phạm và để lại sự bất tịnh thì sẽ có tiềm năng gây nên sự tái sinh trong các cảnh giới thấp của sinh tử các hành động tiêu cực chỉ có thể được hoàn toàn tịnh hóa trong ý nghĩa rằng tiềm lực của chúng sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy hoặc tiềm lực của chúng tạo nên sự tái sinh ở các cõi thấp sẽ bị tiêu hủy nhưng chúng có thể biểu lộ như những cơn nhức đầu không đáng kể trong đời này. Đó là gì mặt khác bất kỳ hành động tiêu cực nào tạo nên các hậu quả trong một thời gian dài có thể được kinh nghiệm trong một thời gian ngắn các kết quả này phụ thuộc vào việc hành giả có khéo léo trong sự thực hành tịnh hóa hay không bốn năng lực có đầy đủ hay không và cũng tùy thuộc sự thực hành của hành giả mạnh mẽ ra sao và sự thực hành tịnh hóa này được thực hiện bao lâu trong một số trường hợp tiềm lực của hành nghiệp bị tiêu hủy trong các trường hợp khác nó có thể hiển lộ trong những kinh nghiệm nhẹ hơn bạn không nên cho rằng điều này mâu thuẫn với sự trình bày trong các kinh điển là một khi các hành nghiệp đã bị mắc phạm sẽ không bao giờ tiêu mất năng lực của chúng ngay cả trong một trăm kiếp điều này có nghĩa là nếu một khi đã mắc phạm các hành nghiệp và chúng để lại dấu vết thì chúng sẽ không bao giờ mất đi năng lực của chúng chỉ do bởi thời gian không có hành động nào không thể được tịnh hóa sự tịnh hóa tiêu hủy tiềm năng của các hành nghiệp tiêu cực trong cùng cách thế mà các hành động tích cực mất đi tiềm năng của chúng do sự phát sinh lòng sân hận nhưng Đức Phật đã nói rằng không bao giờ bạn có thể tịnh hóa được một hành động nghiệp một khi nó đã sinh ra kết quả. Ví dụ như các kinh nghiệm tiêu cực chúng ta có trong đời này là hậu quả của các hành động tiêu cực đã mắc phạm trong quá khứ. Những hành động đã từng xảy ra không có cách nào khiến bạn có thể tịnh hóa chúng. Ngài Son Kappa nói rằng vì các hành động tích cực có thể mất đi tiềm năng của chúng do sự phát khởi của những yếu tố đối nghịch như sự sân hận chúng ta không chỉ hết sức thận trọng khi tích tập đức hạnh mà cũng nên thận trọng tương tự như vậy để giữ gìn những đức hạnh một khi đã tích tập chúng điều này được thực hiện nhờ sự hồi hướng công đức của ta cho sự thành tựu giác ngộ với mục đích đạt được phật quả có nói rằng một khi bạn đã hồi hướng công đức của bạn cho sự thành tựu vì mục đích như thế thì cho đến khi bạn hoàn thành được mục đích đó thiện hạnh mà bạn đã tích tập sẽ không bao giờ mất đi tiềm lực của nó giống như ký gửi tiền của bạn trong một ngân hàng thì kẻ trộm không lấy cắp được. Trong trường hợp này, kẻ trộm là sự sân hận, ham muốn hay vô minh. Mặc dù nhờ sự thực hành các đối lực đúng đắn, chúng ta có thể tịnh hóa toàn bộ các tiêu cực và tiêu hủy tiềm lực đem lại những hậu quả không đáng ao ước của chúng. Nhưng trước hết, thật đơn giản, tuyệt hảo là đừng nên mắc phạm những hành động tiêu cực này. Vì vậy, ngay từ lúc đầu, tốt hơn là không bao giờ mê đắm trong chúng, không bao giờ làm ô nhiễm tâm bạn với những hành động tiêu cực như thế. Ngài Sonkappa nói rằng tương tự như người bị gãy một chân, về sau chân được chữa khỏi, nhưng so với một chân chưa bao giờ gãy thì rất khác biệt một số người có thể nghĩ rằng vì trong những kinh điển khác sự thành công và các lợi lạc của cuộc đời trong sinh tử này được mô tả như những cái phải né tránh và từ bỏ sẽ không thích hợp với một hành giả khi ước muốn những hình thức hiện hữu thuận lợi bởi nó cũng là một đời sống trong sinh tử đây là một thái độ hết sức sai lầm khi chúng ta nói về các mục đích thì có hai loại các mục đích nhất thời và mục đích tối hậu các mục đích nhất thời bao gồm sự có được thân người quý báu ở đời sau trên căn bản của một thân người quý báu như thế bạn có khả năng thực hiện sự thực hành pháp của bạn để cuối cùng có thể hoàn thành mục đích tối hậu của bạn là thành tựu giác ngộ mặc dù đối với một hành giả đại thừa mục đích tối hậu là làm việc để thành tựu sự toàn giác vì chúng sinh nhưng cũng rất cần thiết đối với một hành giả ước muốn có một tái sinh thuận lợi trong tương lai như đời sống con người để họ nam hay nữ có thể tiếp tục thực hành Ngài Santideva nói rằng Đời người quý báu Nên được xem như một chiếc thuyền Nhờ đó người ta có thể vượt qua đại dương sinh tử Để hoàn thành mục đích tối hậu Là thành tựu trạng thái toàn giác Bạn phải có được thân người quý báu trong nhiều đời nguyên nhân nền tảng của sự thành tựu các hình thức tái sinh quý báu như thế là sự thực hành giới hạnh